Mời hàng như anh chú. Chào. Hôm nay ngồi đây à? Biết ở đâu mà bán rêu đắp nhiều? Bây giờ mùa này có rêu. Chỉ cho bác Khanh ấy. Bảo là lấy hộ anh mấy tải mà lấy đâu ra? Chết thật. Sàng thế. Cậy đâu ra bây giờ? Bảo ông đi lên núi. Ôi không cậy được. Có thằng nào nó bán thích, đá đầy. Thích cái rêu nhung này. Thích cái rêu nhung ấy chứ không ạ. Nhiều lắm, có 500.000 một thùng xốp. 500.000 một thùng xốp. Nó bán theo lạng ở trên mạng mà. Nó bán theo. Đây mày lấy cái này à? Đây đang cắt lá. Hay họ nhỉ. Lại mang về chơi à hay là quà tay đấy. Đây vừa một đôi ra mới chơi. Lại để chơi gì? Hả? Lại để chơi gì? Bán chơi à, gì? Bán bao nhiêu đây? Anh em có biết? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi. Thế mày có mang cái gì không? Mang. Nay mang cây để đâu ấy? Cây gì à? Để chỗ nào đấy? Đây mua hai cây. À đấy cái gì? Cây xanh. À, cùng một mẫu đơn này gì? Đơn này của ông này. Đây. À cái nhà con này gió giết ghê quá. Này là đứa con của Trần Gió. Gió lùa. À, gió lùa. Gió lùa với bạt phong là khác nhau đúng không nhỉ? Gió lùa đây. Thì mình nhìn cái mặt theo chiều gió lùa là cái thân nó bị lùa theo chiều gió. Còn bạt phong là bạt phong. Nói thế nào dễ. Bạt phong thì bị gió lay nhưng mà không hoàn toàn là bị bật hết lại như này mà có những cái tay nó hồi lại được. Đó thì là bạt phong thì là mạnh mẽ hơn, gió mạnh đến mấy thì có cái tay nó hồi và gió lùa này bao tiền đấy nghệ nhân? 5 triệu. Gió lùa 5 triệu. Gió lùa vùng đen nhấp chứng minh thư bằng lái xe đăng ký xe đấy. Sắp gió mùa rồi mua cái này được hợp lý. Đây con này thì chắc cao hơn con đấy nhỉ, con này chắc cao hơn con đấy nhỉ. 3 hay ho đấy. Nay chợ có vẻ nhiều cây hơn người nhỉ? Thanh Hóa lại tán rồi thì lại về Vạn Phúc. Vạn Phúc vẫn là cái miền đất ổn định nhất. Mẫu đơn này bao nhiêu anh Dương? Bao nhiêu tiền thế này? Cái 4 triệu. 4 triệu. Củ vừa của bằng vàng. Đơn vàng à? Đơn vàng à? Đơn vàng. Dạ, phụ. Để bỏ bên này. Vàng mình thích. À, đơn vàng à? Đơn vàng cũng có cây to này cả. Ừ. Cho sẵn cái tay cả. Con này đang đắp xuống được. Đơn vàng. Thôi thì mình không được. Để phá ra lại đụng ra rồi lấy cái chân giữa thôi. Không đi. Không nhiều. Chân thì nó đều, rất đều. Được của nó đấy. Đấy. Bao tiền đây? Con đấy 6,5 triệu. 5 điện. 5 điện. Thế còn si này? Si 7 triệu. 7 triệu. Si 7 triệu. Ừ, si 7 triệu. Ghê quá nhỉ.
này phải gài gài đá, này về gài đá thì lên gài đá thì quá đẹp, cứ để này thì lại mất giá trị. Đấy, nó có cái lợi thế ở lò đá là như vậy. Cây nào thân đẹp bệ xấu thì chỉ lò đá nó giúp được thôi. Chưa quay cái mặt trong đấy. Đây còn quay quay còi này cái nào. Trường trước đang đục à, trường đang đục. Trường đi kiếm ăn xa về đấy. Đây 7 triệu đây. Hàng hai người khiêng. Một nhỏ, người bê nặng. Nhỏ nhỏ mà có tiền kia thì mẫu đơn. Yeah. Cây ở bể này nguyên chậu quê chứ gì hay nhiều bác ở phương xa lên hết để ra xem nào. À đây ông bác nay này ngồi bên này à, đâu có cái gì đấy, có hàng gì đâu. À không có hàng à? Ờ đang xem. À cây có sung của bác nào nhìn hay hay. Cây của anh Trung đấy à? Cây của anh à? Sung này hay nhỉ? Bao tiền đây anh? 200 giá. 200 giá. Anh Hải lần này sao không thi ra nhỉ? Hải á, Cường muốn hút đầu rồi. Các nhân vật là mất tích. Đấy, hay đấy. Đi mà đi sung chưa? Sung đấy ạ. Gì nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? 2 triệu 8. Cục sung. Nay ông Nhạn có bán đằng kia không? Có. Thì dừng ngồi này thì nó xuất hiện đôi lần rồi. Nhiều hồng hồng mai lắm, từ 300 đến vài triệu, dao động khoảng ở dưới 3 triệu. Bác nhé, hỏi nhiều rất là nhiều lần rồi. Đấy, đứng lên, cứ đứng lên lại ngồi xuống không có. Cái chậu này khó lắm, phải cả 3 con voi. À đây gì? Ừ. 3 cái voi đi nhỉ? À, 3 con voi. Cả cây cả chậu là bao nhiêu đây? Cả cây và chậu là 2,5 triệu. Hay nhỉ? Đẹp. Sao đẹp? Đây này, 3 cái voi, con voi, 3 cái đầu con voi. Voi, đầu. Đang cho lên truyền hình đấy. Cây ở nghệ sĩ Trung Dâu. Ui, ông này đi tiểu bậy ở đây à? Sông trường. Đấy, ăn quả nào thì vặt. Đi tè bậy đấy gì? Đem về tè cho cây ra quả.
đấy, rất nhiều quả. Cặp cặp hồng phấn này bao nhiêu anh? Cặp này là 3,5 triệu. Của anh à? Của anh. À đây à? Vừa nhà vừa sinh nguyễn. À sinh nguyễn à? Cái đó, cặp này hay đấy nhỉ? Còn đôi á? Chơi hoa này đẹp. Lấy cây bằng nhau. Chơi vừa bộ luôn, chơi cả cái sung. À đây sung này, cả bộ của anh à? Hoa rất đẹp. Lâu lâu lại thế lên tí cho vui các anh ạ. Tháng ra 1-2 lần. Sáng đã mở hàng cái nào chưa? Đấy, sáng 2 cây rồi. Thế là được rồi. Thế là uống nước nôi là vui rồi. Đấy, hoa rất rực rỡ, nhiều đang nụ, về chơi được lâu lắm, chơi hoa liên tục, hoa chơi bền quanh năm, hoa liên tục quanh năm. Chợ của chợ bòi voi này, hồng mộc mai đang nhiều hoa đây, sung này, sung này, sung lùn tiền đây. Chưa? Em vừa ra. Có gặp được cây nào không? Đấy. Sung sung sung. Giá khúc chậu. Giá không chậu cái đấy 2 triệu. Đây rồi vừa. Kinh quá. Mày nhìn mấy này sợ lắm. Nhìn vật mấy con đồ này mệt lắm. Tao đi nhiều hết nhỉ? Tao đi nhiều hết. Em loanh quanh đây thôi. Chả đi đâu được cả. Lại 8 tầng phá đây. Rồi để sang cho anh Trương kia.